Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được người giả danh lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh vòi tiền doanh nghiệp đang trốn tại tỉnh Lâm Đồng. Trưa nay, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Nguyễn Xuân Vinh, 30 tuổi, ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, khi đang lẫn trốn tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, cuối năm 2021, trên mạng xã hội đăng tin về người giả danh tự xưng là Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, gọi điện đề nghị doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm trước đó, chung chi tiền, sẽ cho sửa biên bản vi phạm, giảm tiền nội phạt. Vụ việc trên gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an Quảng Ngãi. Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét kẻ lừa đảo. Qua đấu tranh, Nguyễn Xuân Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng.